roasted black bean juice. What is the effect of roasted black bean juice? It's a super antioxidant, high fiber, produce CRP, C-reactive protein, purify the body, effectively beautifying the skin, support safe weight loss, help keep bone healthy, diabetes treatment support, promotes heart health, helps lower blood pressure. Có khá nhiều tác dụng tốt của việc uống nước đậu đen rang, nhất là chống lão hóa, hay là tăng cường chất xơ, giúp giảm định lượng protein phản ứng xơ. Thứ ba là điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Thứ tư là thanh lọc cơ thể, làm đẹp da hiệu quả, hỗ trợ giảm cân an toàn, giúp hệ xương khỏe mạnh, và cuối cùng là tăng cường sức khỏe của tim mạch. How to do a roasted black bean juice? The following step will lead you how to do this. Cách thực hiện việc làm nước đậu đen như sau. First step, rice, black beans, remove any particles that are floating on water. Pick up the black beans and wait until they drain. Dry under the sun for one day. Đầu tiên là rửa sạch đậu đen, loại bỏ những hạt nổi trên mặt nước, vớt đậu ra, phơi trong một nắng. Bước này thì mình không có nói trong cái bài này, nghĩa là mình đã phơi sẵn. Bây giờ trong bài này mình chỉ nói là rang thôi. Second step, then put them in a hot pan until fragrant. Bước thứ hai là cho đậu vào chảo nóng và rang cho đến khi dậy mùi thơm. The third step is to boil water and put the roasted beans with 1 lít of water. Bước thứ ba là đun sôi 1 lít nước và bỏ cái đậu rang này vô cùng 1 cái lít nước sôi đó. Bỏ theo tỷ lệ mình dùng quá đậu đen. Put 1 full spoon of black bean into the boiled water and keep it 30 minutes và ta đỡ trong vòng 30 phút, sau đó rót nước đậu đen ra. Finally, allow to cool, put it in a bottle and refrigerator. Each day, you can take from 1 to 3 cups. Để nguội, cho vào chai, đỡ tủ lạnh. Mỗi ngày uống từ 1 đến 3 cốc. Đen ăn với bánh ngọt. Rất là dễ làm và rất là tốt cho sức khỏe. Very easy to do and very good for health. Now let's try it.